An Trĩ Vương, xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Bác sĩ 247 được phát sóng vào sáng thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, bệnh trĩ là một căn bệnh khó nói và thông thường thì chúng ta cũng rất là ngại để có thể chia sẻ cũng như là tìm ra một cái phương pháp điều trị hữu hiệu. Đến khi mà bệnh chuyển qua những cái cấp độ nặng hơn, phải can thiệp đến phẫu thuật thì lúc đó thì bệnh nhân cảm thấy rất là khó chịu. Và trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập đến việc là chúng ta sẽ sử dụng thảo dược để can thiệp ngay từ những cái giai đoạn đầu tiên, trước khi mà bệnh của chúng ta có những cái biến chứng hoặc là chuyển sang những cái giai đoạn nặng hơn mà cần đến phẫu thuật. Bởi vì rõ ràng sau khi phẫu thuật xong thì chúng ta thấy là không hẳn là nó sẽ chữa trị dứt điểm hết, mà nó có thể sẽ tái đi tái lại nhiều lần. Thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và chia sẻ ngay sau đây cùng với bác sĩ Lưu Phương đến từ bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Xin kính chào bác sĩ. Mến chào Nguyễn Khang. Mến chào quý vị khán giả của chương trình Bác sĩ 247. Tôi năm nay hơn 40 tuổi. Cách đây 2 năm tôi có phẫu thuật cắt bỏ búi trĩ và sau đó nghỉ làm nửa tháng để hồi phục sau phẫu thuật. Thời gian đó hầu như tôi nằm có một chỗ rất là đau đớn. Mình còn phải kiêng khem nên làm cho rất là cực khổ, rất là mệt mỏi. Đã vậy, tôi còn bị biến chứng hẹp hậu môn sau phẫu thuật, làm cho tôi lúc đó đi đại tiện là một cái ám ảnh cực kỳ. Và phải gần hơn nửa năm tôi mới phục hồi hoàn toàn. Tôi cứ nghĩ bệnh trĩ là chỉ cần cắt bỏ là mình khỏi hoàn toàn. Nhưng mà thời gian mấy tháng gần đây, tôi cảm thấy có một số triệu chứng, ví dụ như là đi vệ sinh rất là đau rát, còn chảy máu nữa. Tôi có cảm giác và tôi nghi là mình đang bị tái phát bệnh trĩ trở lại. Tôi rất sợ phải phẫu thuật cắt búi trĩ lần thứ hai, cho nên tôi mong chuyên gia của chương trình có thể tư vấn cho tôi những cái phương pháp điều trị hiệu quả, dứt bệnh mà không phải phẫu thuật. Vâng, thưa bác sĩ, với câu chuyện về bệnh trĩ thì hiện nay bệnh trĩ đã có thể được điều trị bằng những phương pháp nào ạ? Đối với bệnh trĩ thì có hai phương pháp là nội khoa và ngoại khoa. Ngoại khoa có nghĩa là thủ thuật hoặc phẫu thuật. Nội khoa thì tức là ta dùng thuốc uống hoặc là thuốc thoa và kết hợp những cái chế độ ăn uống và thay đổi lối sống sinh hoạt thì đó là điều trị nội khoa. Thì bệnh trĩ thì thường nếu mà trĩ nội độ 1, độ 2 là gần như chỉ điều trị nội khoa, tức là dùng thuốc, có thể thuốc tân dược hoặc là một số loại từ gọi là thảo dược và sức bôi ngoài. Còn đối với gọi là phẫu thuật hoặc thủ thuật thì nó có những cách. Thứ nhất là lúc trước thì ngày xưa thì chúng tôi dùng gọi là thắt búi trĩ, có nghĩa đưa cái ống nội soi vô cái hậu môn rồi chúng ta dùng những cái vòng chúng ta cột thắt lại cho búi trĩ nó bị rụng đi rồi nó lành sẹo, thì nó tiêu được những cái búi trĩ mà phồng lên. Hoặc là tiêm sơ, tức là cũng qua cái ống nội soi vô hậu môn rồi đưa những cái dụng cụ qua cái ống đó để chích những cái chất vô búi trĩ để cho là búi trĩ nó cứng lại và nó sơ lại, nó không có phồng lên nữa. Cái phương pháp thứ ba là phương pháp phẫu thuật. Phẫu thuật thì nó có rất nhiều phương pháp phẫu thuật, nhưng mà bây giờ cái phương pháp phẫu thuật được dùng nhiều nhất là phương pháp Longo. Phương pháp Longo đó là một phẫu thuật, nó có một cái, nói chung là nó có một cái dụng cụ là để nó gấp cái nếp niêm mạc, nó ép cái búi treo búi trĩ lên rồi từ từ nó sẽ teo lại. Thì cái đó là cái kỹ thuật của các bác sĩ phẫu thuật. Thì đó là đại cương để hai cái cách điều trị. Thì phẫu thuật thì gần như không ai áp dụng cho trĩ nội độ 1, độ 2. Chỉ áp dụng cho trĩ độ 4 là chắc chắn, hoặc là trĩ hỗn hợp, trĩ xa. Còn trĩ nội độ 3 thì nếu mới chớm giai đoạn đầu thì cũng thử điều trị nội khoa. Nếu mà nó không có tác dụng hoặc là nó tiến triển hơn thì lúc đó mới xem xét đến phẫu thuật. Đối việc điều trị nội khoa và ngoại khoa thì hai phương pháp này có gì khác biệt nhau và nó có thuận lợi khó khăn gì không khi thực hiện? Bác sĩ có thể chia sẻ không ạ? Cái ưu điểm rõ ràng nhất của nội khoa là thứ nhất đơn giản, thứ hai là rẻ tiền. Đó là nguyên tắc là vô phòng mổ thì tất cả những chi phí bắt buộc phải cao hơn là một viên thuốc uống hay là một cái lọ thuốc để thoa gì hết, thì chi phí sẽ cao hơn. Và cái thứ ba nữa là đối với điều trị nội khoa thì chúng ta tránh được biến chứng của ngoại khoa, tức là không có những cái biến chứng của phẫu thuật. Phẫu thuật dù đơn giản, phẫu thuật trĩ, phẫu thuật cắt ruột thừa
hay đơn giản nhất là phẫu thuật làm đẹp thôi, nâng mũi, phẫu thuật là có tỷ lệ biến chứng. Thì nội khoa hoàn toàn có chuyện đó, đó là những cái ưu điểm nhược điểm. Nhưng mà điều trị nội khoa thì là nhớ là bệnh trĩ là bệnh tích tụ lâu ngày và nó không có một số một chiều được nội khoa sẽ điều trị vô để cho búi trĩ nó co từ từ, nó xẹp từ từ. Còn ngoại khoa thì xử lý liền thì sẽ cắt và treo và khâu thì người ta sẽ thấy hiệu quả ngay tức thì. Đó thì đó là cái khác biệt, và từ cái khác biệt đó người ta cũng tự nhận thấy những ưu điểm và nhược điểm. Như vậy thì ở cấp độ nào thì mình nên sử dụng nội khoa và cấp độ nào thì nên ngoại khoa, và đối với trĩ cấp độ 3 thì có nên phẫu thuật không ạ? Rõ ràng cái 3 là cái mức trung dung nhé. Trĩ nội độ 4 là chắc chắn phải phẫu thuật. Chúng ta không có nên là điều trị nội khoa rồi nói không phẫu thuật. Còn trĩ độ 1 và độ 2 thì chúng ta nên điều trị nội khoa. Còn trĩ cấp độ 3 thì trước đây gần như là cũng được chỉ định ngoại khoa. Nhưng mà sau này với sự phát triển của nội khoa thì trĩ độ 3 nhất là mới thì người ta, tất cả các bác sĩ đều muốn thử là mổ là cái biện pháp cuối cùng. Đâm ra là hiện tại là các bác sĩ sẽ thử điều trị nội khoa từ gọi là thảo dược, xem trĩ độ 3 nó có chuyển biến về trĩ độ 2 không, thì chúng ta tiếp tục điều trị nội khoa. Nếu mà trong thời gian từ 3 tháng tới 6 tháng mà nó không chuyển biến nổi hoặc là nó tăng độ thì lúc đó chúng ta mới phẫu thuật. Chứ không phải như cái quan điểm lúc trước là độ 3 là phải phẫu thuật. Không phải như vậy. Và đặc biệt là ngay cả cái trĩ độ 4 là bây giờ là chỉ định phẫu thuật thì vẫn bị tái phát. Mọi người nghĩ rằng cắt cái búi trĩ nó phòng rồi thì là nó sẽ hết. Nhưng mà không, bản chất cái trĩ nó phồng lên là do đám rối cái tĩnh mạch trĩ ở hậu môn mình. Thì chủ cái búi nào phồng thì chúng ta cắt đi, nhưng mà những cái mạch máu nó chưa có phồng thành trĩ thì chúng ta phải để đó, chúng ta đâu có thể lột hết được. Thế mà chúng ta không có chú ý những nguyên nhân nó xuất hiện lại là có thể tái phát lại. Thì lúc đó là cái chuyện tránh tái phát đó, là vai trò của nội khoa, là uống thêm cái sản phẩm của nội khoa từ gọi là thảo dược để mà ngăn ngừa tái phát là nó có giá trị. Phẫu thuật là một trong những phương pháp điều trị bệnh trĩ ở giai đoạn bệnh tiến triển nặng. Điều trị bằng nội khoa không có hiệu quả. Trong phẫu thuật, người bệnh sẽ được áp dụng một hay nhiều cách thức khác nhau cùng những thiết bị y tế hiện đại để cắt bỏ, loại bỏ búi trĩ ra khỏi vùng hậu môn trực tràng. Tuy nhiên, phẫu thuật trĩ có nhiều nhược điểm. Đau đớn, có thể gặp biến chứng sau phẫu thuật, chi phí phẫu thuật cao, phải nghỉ làm, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống. Bệnh trĩ vẫn có nguy cơ tái phát sau phẫu thuật. Thông thường, phẫu thuật chỉ dành cho người bị trĩ độ 4 với mức độ quá nặng mà các phương pháp khác không mang lại hiệu quả. Còn với trĩ từ độ 3 trở xuống, hoàn toàn có khả năng tránh được phẫu thuật nếu được điều trị nội khoa bằng các thảo dược đã được chứng minh hiệu quả như giúp cá, đương quy, hoai hòe và nghệ dạng Medjiva. Thưa bác sĩ cũng có nhắc đến điều trị trĩ nội khoa bằng phương pháp thảo dược thì nó sẽ hiệu quả như thế nào? Và Nguyên Khang thấy là trên thị trường đang có sản phẩm đó là An Trĩ Vương, có các loại thảo dược ví dụ như là giúp cá, đương quy, hoa hòe, nghệ dạng Meriva rất là được tin dùng. Thì bác sĩ có thể cho mọi người biết là cái hiệu quả khi mà mình dùng sản phẩm này sẽ ra sao? Trên thực tế từ cái kiến thức y học cổ truyền ta phối hợp những dạng đó. Ví dụ như nghệ Meriva, Meriva là một cái công nghệ để đưa cái hoạt chất chính là curcumin đến cái nơi cần tác dụng là cái búi trĩ, để nó chống viêm, chấm lở lét cho búi trĩ nó mau lành. Đồng thời nó đưa đường dẫn lối để cái nghệ nó tới hệ tiêu hóa, nó tiết dịch mật rồi tốt hơn. Hệ tiêu hóa tốt thì ít bị trĩ. Rồi cái đương quy, cái hoa hòe, hay là cái giáp cá, là những cái đó là có tác dụng là làm cho mạch máu trĩ tốt hơn. Và thực tế thì người ta thấy rằng là nghiên cứu thực tế tại viện gọi là y học cổ truyền trung ương của Việt Nam á, thì thấy là an toàn. Cái chuyện quan trọng nhất là an toàn. Cái gì người ta uống cho người ta nói từ những cái chất thiên nhiên, những cái đó bình thường người ta vẫn có thể ăn uống được thì nó an toàn, không có tác dụng phụ. Và thấy nó hiệu quả là đối với trĩ độ 1, độ 2 là thấy hiệu quả rất rõ. Thấy hiệu quả rất rõ. Gần như không có ai phải là lên tới độ 3 phải đi phẫu thuật, là độ 4. Còn đối với cái trĩ độ 3 đó thì thấy cũng khá hiệu quả, rất là nhiều người là giảm độ,
là giảm luôn thành độ 2, độ 1. Chứ không phải giữ yên độ 3 mà cũng không tiến triển thành độ 4. Đương nhiên không phải là 100% nhưng mà tỷ lệ là giảm độ để không tiến triển là rất là cao. Thì đó là cái hiệu quả của cái giảng viên. Thì đặc biệt là những người gọi là trị độ 3 mới đấy. À, và những người trị độ 1, độ 2 mà cái khó chịu nó nhiều. Cái nghiên cứu cho thấy là cái giai đoạn 2 đến 4 tuần đầu là thoa gel song song với uống cái dạng viên. Gel là cái chất nó khác, là thầu dầu tía, rồi là trầu không, rồi là nhỏ nồi, rồi nghệ nữa. Thì cái dạng đó là nghiên cứu là chỉ được dùng ngoài đó. Thì thấy là phối hợp lúc đầu là nó mau co cái buổi trị lại hiệu quả. À, thì là thực tế là chứng minh được như vậy. À, bác sĩ có đưa ra lời khuyên gì trong cái việc mà chúng ta sử dụng cái bộ sản phẩm An Trị Vương trong việc điều trị bệnh trĩ để những bệnh nhân sử dụng có thể tránh được những vấn đề phẫu thuật không ạ? À, đối với cái trĩ độ 1, độ 2, thậm chí độ 3 giai đoạn đầu, thì thứ nhất là cái liều dùng ta phải chú ý. À, chúng ta nhớ là trong vòng 2 đến 4 tuần đầu là chúng ta sẽ uống là liều cao, là 9 viên một ngày, chia làm 2-3 lần. Sau cái khoảng thời gian gọi là tấn công đó thì chúng ta sẽ giảm lại còn 6 viên một ngày. Uống phải lâu, phải 2-3 tháng, thậm chí có thể kéo dài đến 6 tháng. Bởi vì đặc điểm bệnh trĩ là bệnh tích tụ lâu ngày. À, điều trị nội khoa nó phải từ từ. Và tôi luôn khuyên bệnh nhân là nhất là những người triệu chứng ào ạt. À, tức là cái triệu chứng chỉ giật mặc dù độ 1 nhưng mà họ khó chịu nhiều. Tại vì cái cảm nhận và cái triệu chứng mỗi người, cái mức độ cảm nhận nó khác nhau. Thì tôi luôn luôn khuyên là phải dùng thêm gel trong 2-4 tuần đầu lúc mà dùng viên và liều cao đó, để cho nó hỗ trợ. À, sau 2-4 tuần có thể không cần dùng nhãn gen, tiếp tục duy trì dạng viên là 6 viên ngày. Còn riêng tỷ độ độ 3 gần như là tôi sẽ phối hợp trong vòng 4 tuần đầu để đạt hiệu quả cao nhất, không lên độ và giảm độ. Và vẫn phải uống liều tấn công trong 4 tuần và liều duy trì là 6 viên trong 2-3 tháng, thậm chí 6 tháng. Còn đối với cái đối tượng mà độ 4 là không có uống nữa, độ 4 là phải phẫu thuật, nhưng mà nó lại có vai trò sau phẫu thuật. Đương nhiên phải kèm theo ăn uống, uống nhiều nước nữa. Thì phải uống thêm cái dạng uống thôi. Khoảng 6 viên một ngày, uống khoảng 4 tuần tới 8 tuần. Để nhắc chúng ta nhớ và để ngừa nó có thể tái phát. Bởi vì cái búi khác nó có thể phòng, cái búi kia mổ là nó dẹp rồi. Thì đó là cái cách sử dụng hợp lý. Thưa bác sĩ Phương, như vậy thì trong cái quá trình mà bệnh nhân bị bệnh trĩ phải điều trị thì có những cái lưu ý gì để chúng ta có thể tránh được vấn đề biến chứng mà không phải phẫu thuật ? Thứ nhất, chuyện đầu tiên là rõ ràng ta thấy như phân tích ở trên, trĩ độ càng nhỏ là coi như là không có cần phẫu thuật. Chỉ chuyện đầu tiên là chúng ta nên lưu ý đến sức khỏe của chúng ta. Chúng ta không có đợi nó triệu chứng ào ạt rồi chúng ta mới đi khám. Những người mà có đối tượng dễ bị trĩ là thí dụ phụ nữ, người già lớn tuổi, rồi những người hay ngồi nhiều, ít uống nước, hay bị táo bón kéo dài, hay tiêu chảy kéo dài, hay có bệnh gan, bệnh phổi gì đó, thì chúng ta chỉ có một cái khó chịu nhẹ nhàng nào ở hậu môn thôi. Nhiều khi đi cầu hơi vướng, hay là có, đợi tới có máu thì thường ta sợ rồi. Hay là có cái gì phải chú ý hậu môn ta lúc mà vệ sinh cá nhân có một cái thay đổi gì đó, là chúng ta đi khám liền để được chẩn đoán đúng là bệnh trĩ hay có bệnh gì khác mà trị sớm. Mà nếu bệnh trĩ, nếu mà phát hiện lúc đó rất là nhẹ, độ 1, độ 2, thì chúng ta điều trị nội khoa với cái thảo dược là nó cũng đã giải quyết được vấn đề rồi. Và song song đó là tránh rượu bia, thuốc lá, và đừng có tập thói quen ăn cay nóng quá, rồi uống nhiều nước, 2 lít nước một ngày. Chế độ ăn nên có nhiều canh rau, ăn tráng miệng trái cây nhiều. Và nhớ không có ngồi nhiều, ngồi phải đi vận động, phải tập thể dục thể thao. Thì không riêng gì bệnh trĩ, thể dục thể thao và vận động là phòng chống rất là nhiều bệnh. Lời khuyên của chuyên gia giúp phòng và điều trị sớm bệnh trĩ: hãy uống nhiều nước, hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, v.v. Cố gắng giữ thói quen ăn đúng bữa, nên ăn nhiều rau xanh, hạn chế các thực phẩm dầu đạm, dầu mỡ. Tranh thủ thời gian vận động, tránh ngồi một chỗ quá lâu, nên sử dụng các chế phẩm dạng phiên uống, bào chế từ thảo dược diếp cá, đương quy, nghệ dạng meriva, rutin từ hoa hòe để phòng và điều trị sớm bệnh trĩ, kết hợp bôi gel chiết xuất từ thảo dược để giảm đầu rát, sa muối trĩ.
nhờ ăn tỷ dương mà bệnh trĩ nội độ 2 của tôi đã được cải thiện sau hơn 1 tháng kiên trì sử dụng. Sau khi nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia của chương trình, tôi đã đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là bị trĩ tái phát độ 2. Vẫn có thể điều trị nội khoa bằng thảo dược, chưa phải phẫu thuật. Tôi đã sử dụng bộ sản phẩm gồm viên uống thảo dược An Trĩ Dương có thành phần gồm hoa què, đương quy, diếp cá và nghệ dạng Meriva, kết hợp với gel bôi có thành phần thảo dược gồm nhỏ nồi, trầu không và thầu dầu tía. Nhờ kết hợp trong uống ngoài bôi của bộ sản phẩm An Trĩ Dương mà sau 1 tháng, bệnh trĩ nội của tôi đã cải thiện rất là rõ rệt. Búi trĩ đã co lại, không còn đau rát chảy máu khi đi vệ sinh. Để tránh tái phát, tôi vẫn tin dùng bộ sản phẩm này. Thưa quý vị, như vậy là qua chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta có thể sử dụng nhiều cái phương pháp an toàn, hiệu quả như là sử dụng thảo dược và với những cái nguồn gốc có từ thiên nhiên thì nó không chỉ là hạn chế được tác dụng phụ mà nó còn theo cái phương pháp điều trị là mưa dầm thấm lâu, giúp cho chúng ta có thể điều trị rất là hiệu quả và an toàn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cũng xin được cảm ơn nhãn hàng An Trĩ Vương, xua tan nỗi lo bệnh trĩ táo bón của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình. Ngoài ra quý vị có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại của chương trình đó là 1800 558889. Đây là số điện thoại miễn cước, hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 24/7, đó là 0896 509 509. Quý vị có thể gửi email đến địa chỉ đó là songkhoeavong@bacsitivấn.vn hoặc truy cập vào website bacsitivấn.vn. Lần nữa xin được cảm ơn sự đồng hành của bác sĩ Lưu Phương. Mình chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau. An Trĩ Vương, xua tan nỗi lo bệnh trĩ táo bón, nên đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.